bạch thế tôn pháp giới chẳng phải pháp thế gian cũng chẳng lìa pháp thế gian pháp giới chẳng phải pháp xuất thế cũng chẳng lìa pháp xuất thế, pháp giới tức là pháp thế gian, pháp thế gian tức là pháp giới, pháp giới tức là pháp xuất thế, pháp xuất thế tức là pháp giới. Bạch thế tôn, pháp giới chẳng phải pháp hữu lậu cũng chẳng lìa pháp hữu lậu, pháp giới chẳng phải pháp vô lậu cũng chẳng lìa pháp vô lậu, pháp giới tức là pháp hữu lậu, pháp hữu lậu tức là pháp giới, pháp giới tức là pháp vô lậu, pháp vô lậu tức là pháp giới. Bạch thế tôn, pháp giới chẳng phải pháp hữu vi cũng chẳng lìa pháp hữu vi, pháp giới chẳng phải pháp vô vi, cũng chẳng lìa pháp vô vi. Pháp giới tức là pháp hữu vi, pháp hữu vi tức là pháp giới, pháp giới tức là pháp vô vi, pháp vô vi tức là pháp giới. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Trong chân pháp giới, không có tất cả các thứ phân biệt hí luận. Này thiện hiện, sắc chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa sắc riêng có pháp giới thọ tưởng hành thức chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa thọ tưởng hành thức riêng có pháp giới. Sắc tức là pháp giới, pháp giới tức là sắc. Thọ tưởng hành thức tức là pháp giới, pháp giới tức là thọ tưởng hành thức. Này thiện hiện nhãn xứ chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa nhãn xứ riêng có pháp giới, nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa nhĩ tĩ thể thân ý xứ riêng có pháp giới. Nhãn xứ tức là pháp giới, pháp giới tức là nhãn xứ. Nhĩ tí thiệt thân ý xứ tức là pháp giới, pháp giới tức là nhĩ tí thiệt thân ý xứ. Này thiện hiện sắc xứ chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa sắc xứ riêng có pháp giới Thanh Hương vị xúc pháp xứ chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa Thanh Hương vị xúc pháp xứ riêng có pháp giới sắc xứ tức là pháp giới pháp giới tức là xác xứ Thanh Hương vị xúc pháp xứ tức là pháp giới pháp giới tức là Thanh Hương vị xúc pháp xứ này thiện hiện nhãn giới chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa nhãn giới riêng có pháp giới Nhĩ tí thể thân ý giới chẳng phải pháp giới, cũng chẳng để nhĩ tí thể thân ý giới riêng có pháp giới. Nhãn giới tức là pháp giới, pháp giới tức là nhãn giới. Nhĩ tí thể thân ý giới tức là pháp giới, pháp giới tức là, giới. Giới tức là nhĩ tí thể thân ý giới này thiện hiện sắc giới chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa sắc giới riêng có pháp giới thanh hương vị xúc pháp giới chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa thanh hương vị xúc pháp giới riêng có pháp giới sắc giới tức là pháp giới pháp giới tức là sắc giới thanh hương vị xúc pháp tức là pháp giới pháp giới tức là thanh hương vị xúc pháp giới